đẻ hai con vừa đẻ sáng nay. Đó, đây con bò đực, đây con bò đực, còn đây con bò cái này. Đó. Nó bún rồi. Ấy cái đầu á, con cua hất cái đầu rồi. Con đỡ cái đầu á. Đỡ cho nó đầu cho nó bút rồi, nó ngậm rồi. Cô dắt con bò bò đực đây con, nó qua bên kia nó bú bên kia cô. Mày dơ quá à, mày sợ. Thôi cô lấy cái bóc cho con bò nó ăn cô. Thôi cô, thôi. Thế. Thôi cô. Con bò đực đây cô nó khỏe rồi. Bò đực hai bò cái. Cô coi con bò nghe coi chừng nó đi nghe, cô coi mấy con bò kia này. Rồi. Cú lấy. Rồi. Nó ố vô được rồi. Có ai tin con bò đẻ hai con không? Đó. Một con nằm kia, một con nằm đây, một con đang bú rồi này. Đó. Đó. Hai con. Con bò mẹ hai con đây là anh bò cá có mỏ gì nhè. Bây giờ gần 50 tuổi rồi, bữa nay mới thấy bò đẻ hai con á.